Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã, Trùng Khánh vào ngày 7 tháng 8 đưa tin Vạn Châu, Trùng Khánh xảy ra mưa lớn gây ra thiên tai lũ lụt và các nỗ lực cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Kể từ ngày 4 tháng 8, nhiều cán bộ, cơ sở ở Vạn Châu đã liên tục chiến đấu ở tuyến đầu phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Họ không quản ngại gian khổ và nguy hiểm dưới mưa lớn, nước lớn giữa dòng thác núi và đá và bùn lầy ngập cao. Họ xông lên phía trước và bảo vệ người dân địa phương. Sáng sớm ngày 4 có mưa lớn, nước sông Ngô Kiều lên nhanh, các khu vực trũng thấp như phố Hồng Hưng và phố Vũ Nghi ở phố Ngô Kiều, quận Vạn Châu, gần sông Ngô Kiều bị ngập ngày càng sâu. Văn phòng tiểu khu ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt, còi báo động nhanh chóng vang lên. Chủ Đồng, một nhân viên của văn phòng tiểu khu Ngô Kiều, đã cùng với đội cứu hộ khẩn cấp di chuyển qua dòng nước lũ. Gõ cửa từng nhà của người dân, kêu gọi mọi người sơ tán càng sớm càng tốt. Vào ngày 4 tháng 8, Chủ Đồng, một nhân viên của đường Ngô Kiều ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã giải cứu ông Trương Thắng Lan, 78 tuổi ra khỏi ngôi nhà đang bị ngập nước và hộ tống ông đến nơi an toàn trong trận lụt. Bà Trương nói, đừng sợ, trước tiên hãy đưa chìa khóa qua khe cửa cho tôi sẽ tìm cách mở cửa. Ông Trương Thắng Lan hiện đã 78 tuổi, khả năng vận động của ông bị hạn chế và đang bị mắc kẹt ở trong nhà. Chủ Đồng và cảnh sát Trình Kỳ Hoa đeo phao cứu sinh bơi đến cửa nhà ông ấy và kêu gọi vào nhà. Sau khi lấy được chìa khóa từ ông Trương Thắng Lan, Chủ Đồng lặn xuống nước hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm lỗ khóa và mở cửa. Tuy nhiên, do lũ quá nhiều bùn cát nên chiếc chìa khóa hoàn toàn không thể tra vào lỗ khóa. Cửa cuốn không thể mở bình thường được nữa, lúc này lũ đã nhấn chìm hơn nửa cửa nhà ông Trương Thắng Lan, đồng thời ngập đến bụng Chủ Đồng. Nhận thấy mưa lũ rất nguy hiểm, lũ còn dâng cao, tình thế rất nguy cấp, Chủ Đồng phải hành động dứt khoát. Chủ Đồng tìm thấy một cái rìu và đập một lỗ trên cửa. Lợi dụng tình thế, anh đập mạnh, xé toạc tấm tôn trên cửa cuốn. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, anh mở ra một cái lỗ lớn. Chủ Đồng chui vào từ cái lỗ cửa đó, vội vàng cứu ông Trương Thắng Lan ra khỏi ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã hộ tống người già đến nơi an toàn trên mọi vùng lũ. Chủ Đồng nói, tôi là một đảng viên của Đảng Cộng sản và là một công nhân đường phố. Nhiệm vụ của tôi là di chuyển và giải cứu những người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ đến nơi an toàn. Chỉ cần người dân được an toàn thì dù khó khăn đến đâu cũng đáng. Những người trong khu vực an toàn liên tục nói với chúng tôi, hãy chú ý đến sự an toàn. Điều này đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Khi lũ rút, Chủ Đồng và các đồng nghiệp vừa hoàn thành công việc cứu hộ, không thể nghỉ ngơi và lại tiếp tục tham gia vào đội nạo vét bùn đất. Ngày 4, mưa lớn đổ xuống bãi biển thị trấn Long, gây ra các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, lũ quét và lở đất. Vào lúc 6 giờ 30 phút, Tôn Quang Hoa, một người dân ở làng Lâm Sương của thị trấn, chứng kiến một tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, đập nát ngôi nhà 2 tầng mà anh đang ở. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Tôn Quang Hoa lập tức kêu cứu. Tốc độ mà lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của anh. Trời mưa to cả đêm, đường khó đi, bùn lầy ngập đến thắt lưng. Anh rụi rụi đôi mắt đỏ ngầu, họ lăn lộn trong bùn không đến nửa giờ mới tới nơi. Sau cơn mưa, nước lũ từ núi đổ xuống, con đường lầy lội, vì vậy tôi kiên quyết chọn tiến về phía trước. Phùng Thiên Quốc, bí thư chi bộ thôn Lâm Sương, nói về việc lao đến hiện trường nguy hiểm sau khi nhận được cuộc gọi, nói đây là một cuộc đấu tranh sinh tử, miễn là tôi có thể cứu người, không sao cả, tôi phải trả giá bao nhiêu cũng đáng. Công tác giải cứu được tiến hành trong 3 ngày, nhưng Phùng Thiên Quốc vẫn luôn túc trực ở tuyến đầu. Anh ấy nói rằng anh ấy đã trải qua quá nhiều thử thách trong quá khứ và mọi người đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Lần này, chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau vượt qua. Trước những mối nguy hiểm có thể xảy ra, địa phương vẫn đang tiến hành di dời quần chúng và điều tra những mối nguy hiểm tiềm ẩn thứ cấp. Phùng Thiên Quốc bỏ ống quần xuống, vỗ nhẹ vào quần áo, đất khô bay tứ tung trong không khí và bắt đầu một công việc mới. Vào ngày 5 tháng 7, tại làng Lâm Sương, thị trấn Trường Tân, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, Phùng Thiên Quốc, bí thư đảng ủy của làng đã cho các phóng viên xem chiếc quần của mình đã bị sờn trong quá trình cứu hộ và cứu trợ. Tại khu tái định cư của trường Trung học cơ sở Trường Tân, quận Vạn Châu, những tiếng nói khản đặc liên tục lan truyền qua một chiếc xe di động loa điện. Từ Văn Quân, bí thư chi bộ đảng cộng đồng Trường Tân, người đang cầm còi điện, chỉ đạo công việc tại chỗ. Sau thảm họa, thị trấn Trường Tân, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, đã nhanh chóng tổ chức di chuyển và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng.
Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 400 người đã được sơ tán tới nơi an toàn và hơn 190 người đã được tránh trú an toàn tại trường trung học Trường Tân. Từ Văn Quân nói với đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng lên giọng, giọng anh khàn khàn như một tờ giấy mỏng. Như thể nó sẽ bị xé ngay khi anh nói. Phóng viên nhận thấy tại khu tái định cư, nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày và các vật dụng khác đều có đầy đủ tại chỗ. Quần chúng đang nghỉ ngơi trong những căn phòng sạch sẽ và sáng sủa. Vào buổi tối, một số người dân nhiệt tình đóng vai trò là tình nguyện viên để cung cấp dịch vụ cho người già. Từ Văn Quân đang giải thích các chính sách liên quan cho những người bị ảnh hưởng tại khu tái định cư. Từ Văn Quân đã ở tuyến đầu chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp trong 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày, anh chỉ nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Từ việc sơ tán quần chúng ban đầu, tạo tâm lý thoải mái đến việc bảo đảm nơi ăn trốn ở cho quần chúng bây giờ, tôi phải lo từng ly từng tí, giọng nói cũng trở nên khó nói, anh nói. Khi phóng viên hỏi về tình hình của gia đình anh, đôi mắt của Từ Văn Quân lập tức đỏ hoe. Anh bóp cổ và nghẹn ngào nói ra vài từ, không có gì. Không chỉ tôi, mà những người tham gia cứu trợ thiên tai cũng không bận tâm về nhà, công việc cứu hộ hiện tại là quan trọng nhất. Bây giờ tất cả mọi người đều sống ở khu tạm trú. Khi lũ rút đi và những nguy cơ tiềm ẩn của thảm họa địa chất được loại bỏ, chúng tôi sẽ trở về nhà. Tiếp theo, tôi sẽ lãnh đạo người dân tại địa phương đẩy nhanh việc tái thiết nhà cửa. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây cho biết, từ lúc 17 giờ ngày 5 đến 6 tháng 8, mưa lớn ở Giang Tây đã xảy ra trên 29 quận ở thành phố Phúc Châu, thành phố Tây An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bình Hương và thành phố Thượng Nhiêu. Tất cả các thành phố, quận, huyện, kể cả các khu chức năng có 293.000 người bị ảnh hưởng, 10.000 người phải di rời và tạm tránh trú khẩn cấp. Hiện tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh và thống kê thêm. Các sĩ quan, dân quân và binh lính đã nghỉ hưu của quân khu tỉnh Giang Tây và lực lượng cảnh sát vũ trang đã nhanh chóng đến khu vực xảy ra thiên tai càng sớm càng tốt để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Quân khu tỉnh Giang Tây có hơn 260 thành viên đội cấp cứu dân quân được tổ chức tham gia cứu hộ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, thành phố Phòng Thành, thành phố Trương Thục, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây và thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quân khu tỉnh Giang Tây đã cử 3 cục vũ trang nhân dân địa phương ứng phó ngay lập tức, đồng thời tổ chức hơn 260 đội dân quân khẩn cấp tham gia cứu hộ, hỗ trợ di chuyển người dân, làm tốt nhiệm vụ trong việc bảo vệ cái mác đê dốc và phong tỏa các khu vực trũng thấp bị ngập và thực hiện tuần tra kiểm tra và điều tra những ngôi nhà tiềm ẩn nguy hiểm. Tính đến 19 giờ ngày 8 tháng 8, hơn 300 người đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8, nhiều thị trấn ở Phúc Châu, Giang Tây hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Các sĩ quan và binh sĩ của biệt đội Phúc Châu thuộc Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Giang Tây đã nhanh chóng tập hợp và di chuyển đến thị trấn Ly Si, huyện Nghi Hoàng, thành phố Phúc Châu, thị trấn Lưu Gia Kiều, huyện Trung Nhân và những nơi khác bằng thiết bị cứu hộ để bắt đầu công tác giải cứu. Ngày 6 tháng 7, các quận Nghi Hoàng, Trung Nhân và Nam Thành ở tỉnh Giang Tây hứng chịu mưa lớn, một số khu vực ngập sâu đến đầu gối. Bộ lực lượng vũ trang nhân dân và cục cựu chiến binh của mỗi quận nhanh chóng tổ chức lực lượng dân quân và cựu chiến binh tình nguyện đi tuyến đầu phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, chuyển những người bị mắc kẹt ra khỏi vùng lũ nguy hiểm và vận chuyển vật liệu và gia cố đê, đập. Từ ngày 4 tháng 8, 10 huyện thành phố của tỉnh Giang Tây đã hứng chịu mưa lớn, 34 huyện thành phố có lượng mưa lớn và 63 huyện thành phố có mưa rất lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại khu thắng cảnh núi Ngô Công ở thành phố Bình Hương, thành phố Trương Thục ở Nghi Xuân và các làng khác. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 8, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây đã quyết định phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, yêu cầu tất cả các địa phương và ban ngành nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát lũ lụt theo sự phân công và trách nhiệm đã quy định. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây dự báo chiều tối ngày 8 tháng 8, áp thấp phía nam vùng mưa Giang Tây sẽ suy yếu, có nơi còn mưa to, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây tại làng Mạnh Khắc, thị trấn Dương Triều, huyện Bảo Kính, quận Tự Trị, Tương Tây, Tu Gia và Mi Ao, tỉnh Hồ Nam cũng đã trải qua lũ lụt và đất nông nghiệp bị ngập. Hiện địa phương đang tích cực triển khai công tác chống lũ bão, cứu trợ thiên tai, phân bổ vật tư đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!